Chào các bạn, tôi đang ở trên đỉnh núi Thiên đỉnh núi Đồng Cổ. Đỉnh Đồng Cổ. Và đây là đường lên trên đỉnh Quán Nhà Thiên. Lên chùa Thanh Thiên. Đây là đường lên chùa Thanh Thiên. Ở chốc là tôi sẽ quay cho các bạn xem. Đây. Đây là lưng chừng của núi Đồng Cổ. Các bạn có thể nhìn thấy. Núi là đan lê cho núi Tâm Hai. Có hồ Bản Nguyệt đó. À, có hai dòng tàu. Vâng. Cái núi Tâm Hai ba thì. Đây là ba cái ngọn núi chưa? Qua. Cái núi tôi đang đứng đây là núi Tam Thai. Tam Thai. Có hồ Bản Nguyệt. Có hồ, cái hồ. Vâng, cũng sẽ nói cho chúng ta hiểu về đây là hồ Bán Nguyệt. Bán Nguyệt. Có hai dòng tàu, nhưng mà cái chỗ dòng tàu là chỗ thuyền đó mới cứ quần ngẳng quá đã. Trước có một cái núi đuôn bộ quá. Có đôi dòng tàu. Thế là đang còn ngập ở dưới nước đấy ạ? Lúc nó buồn đạn phá đi ạ. À vâng. Buồn đạn phá mất đi. Chứ không như có đây. Hai cái sông to nữa đây. Vâng. Đây là núi Tam Thai, thưa các bạn, một ngọn núi và đây. Bên cạnh đây là hai ngọn. Và đây là ba ngọn là núi Tam Thai. Đây là Đồng Cổ thì được xây dựng từ thời Hùng Vương. Vì thực dân Pháp phá hủy năm 1948. Đền Đồng Cổ xuất từ thời từ các thời Lý Trần Lê Nguyễn cho tới năm 1994 thì được ghi danh vào đền, được triều đình công nhận, và hàng năm vua phái các quan thường là quan đứng đầu hay vua về tế lễ thần Đồng Cổ hay là thần Trống Đồng. Các bạn có thể nhìn thấy cảnh ở đây rất đẹp. Còn cái núi đây là đi ra ngoài hàng thì có cái hàng gọi giải đá, rồi là có đóng điện đi ra ngoài đây. Dưới đó đi dọc đó. Anh đã vô đường đi chưa? Cháu đã đi vào hàng chưa? Cháu vào đấy rồi ạ. Vâng. Phải mắc điện nữa nè. Một cụ rất cao tuổi đã đến dự lễ hội đền Đồng Cổ. Và cụ đang trên đường lên chùa Thiên Thanh. Tôi trên đây đó, lúc tôi còn đùa xuống như tôi lên đây này hiện giờ. Cái lúc đó cột là mới độ khoảng 20 phân thôi. Cột kèo đổ thôi. Mà cái hẻ có 60 phân. Có ba chuồng cửa bướm. Có ba chuồng cửa bướm. Lúc tôi lên cắm trại trên đó đó nè. Thiếu nhi đó. Mà chờ năm nay là 87 tuổi rồi. 87 tuổi rồi. Nhưng ông ra biết lên trên đó là có cái xanh mà cái 87 tuổi rồi nhưng mà cụ vẫn năm nào cụ cũng đi lễ hội đền Đồng Cổ. Năm mưa cũng đi. Dạ. Năm mưa cũng đi. Chứ còn ai mà nói mà được thì là người ta mượn là nhờ, chứ còn cái tôi thật thử rằng là tôi chỉ nói giữa thôi. À vâng. Cho nên từ cái cây lên đây là 140 bậc. À vâng. Thế là cái bậc này là 140 bậc lên đến đỉnh ạ. Đó đã 140 bậc. Vâng. Tôi nên lên đến đó là có chỗ nghỉ mà có cái chỗ bằng để mà nghỉ mà thở đó. Vâng. Cháu đang đi, cháu đang nghỉ để thở đây ạ. Lên rất mệt ạ. Lên đến đó cái rồi lên đến trên là kỹ cái mà. Vâng. Con cháu nhà tôi ăn màn ở trên đây đây. Mà bữa nay là nghỉ. Nghỉ mấy hôm luôn kìa. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khuôn viên của đền rất đẹp. Trước đền là hồ Bán Nguyệt. Một tấm gương soi mây trời lồng lộng. Mà nhà nước làm hai cái đó dựng nghề. Ở dưới cũng rất đẹp mà ở trên cũng rất đẹp. Hiếm có lắm. Vâng. Từ trên đỉnh núi nơi ta có quán Triều Thiên. Triều Thiên đó. Vâng. Giói nhìn bốn phương có thể đông. Cảm nhận được một vùng đất trời giữa đôi bờ bạt ngàn những ruộng ngô xanh mướt. Rất đẹp là quán tiên. Làng mạc. Đi lên đó chưa? Đi lên đỉnh đi. Vâng, ông lên đi bây giờ cháu lên luôn ạ. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử được xếp hạng
có thể nói đây là đền Đồng Cổ, là ngôi đền lâu năm nhất xứ Thanh, từ thời vua Vũ Hùng. Và bây giờ ta sẽ tiếp tục ta lên đền Đồng Cổ. Ta lên ta sẽ review, tôi sẽ review cho các bạn xem quang cảnh ở trên đấy rất đẹp. Tôi đang đứng ở lưng chợ gần đến đỉnh của núi, trên đỉnh núi Tam của đền Đồng Cổ. Và ở trên đây đang xây dựng một ngôi chùa, các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây có ông cụ là năm nay đã 80 tuổi rồi. Thế là ông ấy là ngày trước là ở đây là cùng cái đình như thế này ạ. Lúa thôi, có ba gian thôi. À. Có ba gian mà cửa bướm, cửa đóng một chốt rồi. Vâng. Còn cái lửa thôi, còn mặc cái bắp bã thôi, khoảng 20 âm phần thôi. À vâng, thế là vẫn vẫn đi vẫn theo cái hướng này ạ. Hướng này đây, hướng đông này cũng lâu. Vâng ạ. Ngoảnh ra nhìn ra sông. Sông này là sông Mã. Vâng, sông Mã luôn ạ. Vâng. Nguyễn sang đi ra sông Mã mà sang thành Cây Giai. Cây Giai. Bên thành Cây Giai, bên Vĩnh Lộc, bên thành đó ạ. Bên kia là thành thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ nhé. Nhà Hồ. Vâng. Kêu bằng gạch đi dài. À vâng. Đá gạch đi trước thì mổ. Đang xây chùa. Lần sau, năm sau ta đến thì chắc chắn là sẽ có một ngôi chùa khang trang. Có viên ngói, bây giờ viên ngói khi lương. Viên ngói của cái chùa này ạ. Vâng. Đâu không? Đây 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 đây. Đây đây này. Đây ạ. Phải không ạ? Ngói lành thế mà. Chả còn lành đâu. Đây đây. Đây là chi? Đây là chi? À. Viên ngói đây là chi? Đó. Có cái hình ấy, viên ngói này không biết là lâu chưa? Đẹp không ạ? Vâng. Có viên ngói khi xưa đó. Viên ngói mũi ngày xưa. Vâng, được viên đi lành đó. Cái quần này. Thì biết cái mồ, cái chỗ mồ. À. Cái chỗ như thấy thì chụp hạch ỉ chứ. Đó. Trông đẹp không? Khi xưa. Này là bằng xi măng à? Vâng. Ông có nhớ cái chùa này bị phá từ năm nào không? Chỗ qua. À, cái này bằng xi măng anh ạ. Xi măng không ai quản lý, quân hồi vô lại được thế, như là bom đạn bắn phá ở đi chỗ nghè tà chứ. Thời này thì chưa có xi măng đâu, cái này không có xi măng thì vô cát thôi. Năm 1948 là giặc Pháp này là nấu đúc đúc rồi nấu chứ không phải xi đâu, lúc đó làm gì có xi. Mất đúc mất. Mật người ta mua hàng mấy chục chum ạ, người ta bán hết quần cái đục, cái mua cát đó, cát, vâng. Đám lại. Như cái cây bời lời vậy, cái lá giả ra gâm. Quá. Ngói này bền. Vâng, ngói này ngói ngày xưa. Mát. Ngày xưa nhưng mà ngày xưa gần đây thôi. Lên một tí đi. Không, ngày xưa cổ. Chưa giờ có mua ngói gì nữa này. Ôi, chừng đã làm rồi, chứ phải chốt rồi phải chết. Còn đá nó là các cố là biết là cái đá cũng đá phơn miên làm cái bàn thờ, làm bàn thờ nhá. Rồi bữa nó mới nghiên cứu được động thổ. cái chùa trong rộng rãi ra thì là khi bắt bàn đá nó đi là cái bàn thờ chứ kỹ mà để cái nhô ra có cái hậu như này, cái nhô ra như là kiểu như tứ cẩm á. Đúng rồi, giữ lại cái lại. Cái diện tích là các cố khi xưa đám nói là cái mặt thờ. Vâng, lúc đấy là không có khửa mất cái mặt đá, cái bàn đá, cái bàn của ta bàn không được biết tua cái mặt đá mà chốn vào nhưng khửa như rõ rồi đó, lại đó rồi. Vâng. Rồi hai anh lại đó rồi. Đây ạ.
Đây là hai cái bàn đá, cái bàn ngày xưa. Hai viên đá này đang còn vuông cành sắc cạnh lắm. Có cả cái kho văn đây không này? Đá lên đấy đục là làm được cái thảm kia đây nặng, cái thảm kia. Cái mặt đá này bỡ quá, cái mặt cũng lại vứt đi chỗ bộ. Mặt xi măng là xi măng đó. Mặt xi măng đưa lên đến đặt mắt hương này. Đó. Vâng. Đặt lên đi lại đón đây đây. Đây. Cái bàn thờ đắm. Vâng, chỗ khu này. Đá đây đúng là đá đá tốt này. Đá cứng. Đá cũ đã nghiên cứu mà. Làm cái bàn thờ đắm. Một lần nữa tôi đề nghị với Thôn An Đề Hai có vào thi đấu không ạ? Nếu không thì chúng tôi sẽ xử thua ngay lập tức. Chúng tôi ở đây là đội dung bốc thăm, chúng tôi không vấn đề thua lần gì nào cả. Đây là thằng lá thăm may mắn. Còn nếu như các đơn vị không tham gia được thôi nhé. Hoa đào còn chờ gió đông, chờ chàng công tử để trao hoa đào. Hỏi rằng, hoa đào còn chờ gió đông. Đội đã đi quan thi đấu không?